Tôi lấy một tờ giấy để đi. Anh em chơi máy tính thì đang rất là dởm lắm, nhưng không gì đâu. Các bạn không Thảo đang chơi trên máy, tập chơi Minecraft trên máy tính ấy. Nghe tiếng thằng bạn. Ok, là nhiệm vụ kia sau rồi để xem chim. Game ru chửi chửi mình nhà tí lách nên để mình đang bật chế độ chip bên chi đen nên mình có thể lấy được hiệu ứng. Mình sẽ bật chế độ GIF Minecraft Effect Minecraft Night Vision Infinite. À, tôi dùng lại cho mắt tôi mà. Giờ nó lắc tí, khó chịu vãi. Đằng kia có con cừu, cừu bò, cả hai đều lấy giá sữa như nhau. Từ từ, để tôi từ từ. Cừu và bò, từ từ, để tôi giảm tiếng đâu âm thanh, để tôi giảm tiếng số, nó giảm xuống 9 nấc đi để nghe rõ ông nói. Chưa gì là tôi chưa gì là mình gặp ngay cái rừng Amazon. Mình đang ở Brazil hay gì ấy. Giờ map. Sợ quen chưa. Bây giờ nó tôi có 10 ăn lắc như chó ấy, lắc không chó nữa. Để mình có ăn có đá rồi, có đá rồi. Làm đá cuội. Nâng cấp. Tiếp theo chương trình thì mình sẽ làm gì đây? Ok. Từ làm cái lò đã. Nhắc cho con khỉ ấy. Bây giờ mình sẽ cần 8 viên đá. Ui, lắc lắc đến mức không nhặt được đồ luôn. Ôi sao đào cái đất này. Mình sẽ không chơi kiểu lò nung này. lấy đất đào cái này kinh kỳ quá. Okay, bây giờ mình sẽ gọi là đi tìm ngôi làng để mình spawn point này. Ui chết. Thì mình sẽ tìm đi spawn point đâu rồi. Mình sẽ locate đó. Structure để mình locate đó. Minecraft gì nhỉ? Village Savannah này.
cách xa. Ok, nhận được độ. Khỉ này. Không 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 không. Từ từ, bây giờ mình sẽ chơi chơi lại nha, mình sẽ âm 400 TP này. Âm âm 400. Âm 400 sau đó là cách à chấm chấm. Chấm sau đó là dấu ngã đúng không? Dấu ngã này, chấm. Đời 352 à? Không thể tích thể nào tê bò âm 400 như phẩy cái gì không chấm nào con số ngã đúng không ạ? Ba năm hai không được, ok mình tự tìm vậy, mình đi đúng hướng không đã được, ui sao mình lại gặp, mình còn đi đúng hướng không mà vấn đề đấy, locate structure để mình nhận lại tọa độ đã, để mình locate đã, Minecraft village savannah cách xa khoảng ok nhà tọa độ rồi. Ở đây là heo, đây là một bò heo mà không làm đâu, như đi đây nhìn được cái này là đúng đường sau sau ngọn núi này hay là ở trên ngọn núi kia không biết nữa. Bây giờ lên trên kia mới là một vấn đề. Ôi ăn thịt sống đi, nó lắc đến mức mà không anh giết được gà luôn. Gà cháu yêu gà lắm, con gà đợi mình đi. Tăng tốc lên để mình locate structure Minecraft. Giọng mình đang bị trầm thì AC&C có mẹ máy ấy. Khó như chó. Village Savannah cách xa khoảng hai khối kia đúng không? Ừ, đúng 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 đằng kia đang đúng, đúng. Mình phải locate thì mình mới biết được chứ mình không locate luôn đấy. Sẽ không giết con dân làng bây giờ, giết con golem bây giờ đâu. Thì mình sẽ tạo cái ở đây có đá, mình tạo cái kiềm này. Ở đây có than. Từ từ lắc 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 em lắc như khỉ ấy. Cần tí than đi bây giờ có sắp tìm nhau không quan hệ tiếng ngoài đi. Ok mình sẽ chế tạo một cái thanh kiếm lấy gỗ đó, ta là One Punch Man. Mình vào dân làng để mình chơi đồ, sau đó mình ở nhà đấy luôn. Chơi trên điện thoại để mình chơi cheat. Ta đã có kiếm. Ta đã có kiếm. Giờ ta sẽ giết một con bò. Uff. Tầm khoảng đến nửa tiếng thôi. Bò. Mẹ em bò quay về. Mẹ em bò. Mẹ em bò. Mẹ em bò. Mẹ em bò. Bò này hồi được nhiều nhiều thịt lắm các bạn ạ. Nhom 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 nhom. Rồi bây giờ mình ô làng đâu? Ô làng, à đây làng bên này làm.
làm cái này. Rồi ạ. À. Đây làm đây làm này. Cho em xin tí đồ mẹ anh trai ơi. Đây làm đây làm này. Chủ yếu ở làng hơn là ở nhà tự xây. Gần hơn làm mẹ gì này. Mình vào làm đồ. Mình đi đây nhà sách à? À chỗ này không có gì thôi. Ui nó lắc như thế này. Nhà này nhìn ngộ này. Nhà này có gì không? FBI tới cậu. À đây 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 có giường có giường. Mình sẽ lấy hết giường để mình làm. Bây giờ mình phải xây nhà dưới lòng đất. Bản đồ trống. Mình là cầm than. Này bên trong nhiều người lắm. Nghèo. Oh what the fuck, trời tối rồi đó. Không bảo vệ được tối nay đâu, hello. Tối nay chỉ có đi ngủ thôi vì chơi trên Minecraft mình đang tập máy tính ấy, hơi khó tí. Xong rồi. Hôm nay giọng như trầm các bạn đừng quan tâm rồi. Nói là đun thuốc thôi à. Giết cu, giết cu. Cu dài 10 mét. Có chuyện gì lên level 1 rồi. Ui bà mẹ nó trời tối nhanh như chó ấy. Chặn 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 nước chặn nước chặn nước chặn nước. Không yếu. Mình có thể xem được máu bọn này. Chặn nước rồi đấy. Và dẫn vào nhà để lút đồ thôi. À mày ngủ. Ốp, ngủ đi kệ mày. Nhà giống cai đón nhỉ. Ô cái gì kìa. Cái gì kìa. Cái gì đúng không? Như kiểu zombie ấy. À bây giờ nhà là mình vô rồi mình sẽ mở cửa đi. Mới đã bị phá. Này thì không phải mèo nữa. Ôi sao nản ní vậy? Lắc. Tốm à. Ôi chúng ta có anh người sắt. Bây mình đi bên nào nhỉ? Coi mình giết tạm một con cừu đi. Giết cả bò luôn. Mày hay lên à. Bị điên không? Từ. Em để chế độ dễ, em để chế độ dễ. Bò kêu bò. Trong này có đồ không? Quần ảnh đi. Mấy thằng này nhà nghèo nhở. Bây giờ mình ngắm một cái. Oh, skeleton, skeleton. Bây giờ nhiều nhà quá mình lú rồi. Cừu ơi, cừu cho. Ok, mình sẽ giết chơi một con zombie. Ấy à. Rồi, 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 có cái điểm, có cái điểm, có cái điểm, có cái điểm. Rồi 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 bị có xì ke quá. Cái ke nó bắn, mày bắn nước khác bị có bắn tao. Mắc tội gì bắn tao. Giờ chế tạo cái giường nhá. Giờ đây sẽ là nhà mình đi. Để mình spam bộ từ từ bây giờ mình sẽ chặt bớt những cái này. Để chính thức sẽ là nhà của mình. Chơi đây đang tập chơi
Mấy cái như này còn được không ta? Cũng được luôn. Wi-Fi vẫn đang ở gần á. Ví lô vậy. Cái giường này. Kẻ nào không cho tao đi ngủ. Quái vật gần đây á. Đâu đâu đâu. À mày. Bắn đau cho con quỷ này. Mình cất đồ á. Để sao nó mở dương được. Ấy đừng cất lương thực. Cái này thì mình để ở đây đi. Ngủ thế đấy. Không biết quái nào mình là ăn cái thịt đấy nhỉ? Tiến trình tiếp theo mình sẽ đi tìm sắt và nhân tiện mình sẽ giết một anh người golem. Anh cao to đen hôi. Thằng đấy rồi. Bố mày không sợ mày mày đâu rồi? Rồi. Ở đâu rồi? Trên này à? Ui còn ở đây chưa loot nữa. Trong này có gì không? Cho em xin cái dương. Cái dương chắc không có gì đâu. Ừ, đúng không có gì thật. Chủ yếu ăn thịt đi. Đâu có anh ơi. À dạ. U có dương, có dương, có dương, có dương. Kìa nó kìa. Cha nhà mày đứng im. Ơ sao như này sao đánh được? Phải làm như nào mà đánh được anh này này. Người sắt kiếm mấy phần cứng. Mình không dùng cheat đâu vì không thích. Ở nhà mình là nhà nào? Ui vực đờ mơ quên. Ở đây nhà mình là kia. Thằng nào mình cũng quỳnh này. It's scratching on the wall in the closet in the hall. It's come away and I can't control it. I think I'm just a bad in my body, in my head. Oh, somebody come and save me from this snake. Không được quan tâm mình hát cái gì nhá, mình chỉ hát cái bài huyền thoại mình thích thôi. Monster. Cái khốn nạn monster. Ôi giời, cái con quỷ này. Yeah. Oh, good eye. Yeah.
trong cái túi đồ đúng nhỏ xíu đi. Mình sẽ 5 phôi sắt thì sẽ làm cái mũ không? Nên đồ thế thôi. Em tùy chi tiếp theo là mình sẽ làm gì? Món đồ nóng mỏng. Ok, trời ơi, mình sẽ xin kết thúc video tại các bạn cho mình một like, một subscribe, và là comment cho mình nhé. Bye bye mọi người.